Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở địa bàn tỉnh Long An và khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Long An, đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh Long An chịu ảnh hưởng gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình. Rãnh áp thấp có trục qua khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng suy yếu và rút ra phía đông. Khả năng hình thành vùng nhiễu động gió trên cao ở khu vực Nam Biển Đông. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho địa bàn tỉnh Long An. Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi có mưa vừa. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh, lốc và sét. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực này là từ 33 cho đến 35 độ và nhiệt độ thấp nhất là từ 26 cho đến 28 độ. Độ ẩm trung bình từ 70 đến 80%, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Về tình hình thủy văn, mực nước lên nhanh theo triều. Dự báo cho ngày mai 7 tháng 6, mực nước ở các trạm chính như sau. Tại trạm Tân An là 1,10m, tại trạm Bến Lức là 1,31m, tại trạm Mộc Quả là 0,49m. Trong ngày có 2 lần xuất hiện đỉnh triều với khoảng thời gian từ 5 giờ đến 7 giờ và từ 16 giờ đến 18 giờ. Riêng Mộc Quả đỉnh triều xuất hiện vào lúc 9 giờ đến 11 giờ và từ 21 giờ đến 23 giờ. Về tình hình độ mặn tại một số trạm trong 24 giờ tới trên địa bàn tỉnh Long An. Theo dự báo, độ mặn xuống do mưa. Dự báo cho ngày mai 7 tháng 6, độ mặn đo được ở các trạm chính như sau. Tại trạm Cầu Nổi trên sông Dầm Cỏ, cách cửa sông 20 km, độ mặn đo được là 8,9 gram trên lít. Tại trạm Bến Lức trên sông Dầm Cỏ Đông, cách cửa sông 67 km, độ mặn đo được là 1,3 gram trên lít. Còn tại trạm Tân An trên sông Dầm Cỏ Tây, cách cửa sông 80 km, độ mặn đo được là 1,9 gram trên lít. Dự báo ranh giới độ mặn 4 gram trên lít xâm nhập sâu vào nội đồng 69 km ở sông Dầm Cỏ Tây thuộc xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành và xã Đức Tân, huyện Tân Trụ. Hơn 57 km ở sông Dầm Cỏ Đông thuộc xã Long Cang, huyện Cần Đước, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ. Còn ranh giới độ mặn 1 gram trên lít cũng xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 100 km ở sông Dầm Cỏ Tây thuộc xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa. Hơn 70 km ở sông Dầm Cỏ Đông thuộc xã Lương Hòa, Thạnh Hòa, huyện Bến Lức. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, tại khu vực miền Đông Nam Bộ, đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng gay gắt, chiều tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng có gió giật mạnh, lốc và sét. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này là từ 25 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 34 cho đến 36 độ. Còn đối với khu vực miền Tây Nam Bộ, theo dự báo, khu vực này đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng có gió giật mạnh, lốc, sét. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất ở đây là từ 26 cho đến 29 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 35 độ. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.